Đa số trong tổ bài này là các bạn đang ngắt kết nối, không nói chuyện, tương tác, hoặc thậm chí là đã ngắt kết nối mấy tháng rồi, nó cũng lâu rồi và bạn cũng không biết là quan hệ này sắp đến như thế nào. Thì hiện tại suy nghĩ của người này dành cho bạn là họ vẫn hy vọng và vẫn chờ đợi bạn, và hy vọng rằng bạn cũng chờ đợi họ như thế. Và họ, nhất là khi về đêm, cảm xúc của họ dâng cao, cộng với cái mùa sao thủy nghịch hành ha, thì nó kích hoạt cái năng lượng nhớ nhung lên rất nhiều. Và họ ước được lãng mạn, mơ mộng và muốn được bảo vệ, muốn được quan tâm bạn. Và không biết rằng hiện tại bạn có người mới hay là chưa, và bạn có chọn họ hay là không. Tuy nhiên là hiện tại người này đang có quá nhiều thứ họ muốn tâm sự với bạn, rằng là họ nói rằng tâm trí của họ chưa ổn định để mà cho bạn thứ bạn cần. Cho nên nếu như bạn không thể chờ đợi họ thì họ cũng đành chịu thôi, chứ không biết làm gì cả. Người này thì đang muốn bạn hiểu rằng đôi lúc họ mơ thấy bạn và muốn bạn hơn, và hỏi bạn rằng bạn có mơ thấy họ hay không. Nói chung là cái vấn đề về tình cảm trong thời gian này nó lại là nó cảm xúc lên. Tuy nhiên thì lý trí của họ dằn lại, họ không có làm cái gì cả cho các bạn ha. Và đôi khi người này còn có những cái ham muốn gần gũi các bạn nữa nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua thông điệp thời gian trong 3 tháng tới đây thì suy nghĩ và hành động của họ như thế nào ha. Trong 3 tháng tới thì người này dường như sẽ bày tỏ tình cảm nó rõ ràng hơn và có hành động thiết thực hơn với bạn. Tuy nhiên á, mình thấy là họ cũng đôi khi có chần chừ trong cái tình cảm này, chưa hẳn mà vồ vập đến lao về phía bạn đâu. Và nếu như bạn giữ vững vị thế của mình, nếu như bạn làm chủ cuộc chơi này gọi là cái trò chơi tình cảm, có nghĩa là không hẳn là mình nói cái hướng là trêu đùa tình cảm, chỉ là các bạn hiểu rằng cuộc sống của mình á, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi thì nó giống như một cái vòng xoay của cái trò chơi gì đó. Nếu mà chơi mạnh, có bản lĩnh, đủ lý trí và đủ vững vàng lập trường và cân bằng giữa tình cảm và biết như thế nào, thời điểm nào nên dùng tình cảm, như thế nào nên dùng lý trí, thì khi đó bạn là người thắng cuộc. Cho nên nếu như bạn vững cái lập trường của mình thì sắp đến tình cảm người này dành cho bạn nó nhiều hơn. Bạn chỉ ngồi yên một chỗ thôi và sẽ đến bù đắp cho các bạn. Nếu như các bạn từng tổn thương, các bạn ngóng trông chờ đợi, và cái sự chờ đợi này nhiều khi vũ trụ nhắc nhở rằng nó không cần thiết trong cái thời gian này ha. Mọi thứ đều theo một cái vòng quay của số phận rồi, duyên đã định sẵn các bạn nha. Cho nên các bạn hãy vẫn tin vào duyên số.